Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí K-pop. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Vào ngày 4 tháng 9, thì sự kiện cao cấp quy tụ dàn sao đình đám là Rose của Blackpink, Hứa Quang Hán, Yoon Yoo Jung và Taeyoo đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Những hình ảnh cả dàn sao hạng A showbiz lên đồ lộng lẫy, sự kiện nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Chiếm trọn spotlight sự kiện không ai khác đó chính là đóa hồng Blackpink Rose. Dù không xuất hiện trước báo chí nhưng chỉ qua một hình ảnh tự hé lộ, Rose đủ khiến người hâm mộ phát cuồng với diện mạo đẹp lộng lẫy tựa công chúa. Nữ idol sinh năm 1997 diện váy trắng thướt tha, tôn lên trọn vẹn thân hình dáng đồng hồ cát siêu chuẩn, quyến rũ cùng nhan sắc yêu kiều. Không quá khi nói rằng Rose chính là nàng công chúa bước ra từ cổ tích, góc quay từ xa cũng có thể thấy diện mạo của nữ idol vô cùng ấn tượng, từng cử chỉ đều toát lên nét thanh lịch và cuốn hút. Diện mạo của Rose ngày hôm nay được khen ngợi kiều diễm và tinh khôi, có người nhận xét thành viên Blackpink trông như một cô dâu giữa khung cảnh lãng mạn. Đáng chú ý thì ngoài hình ảnh được chụp bên trong sự kiện, fan cũng đã kịp ghi lại khoảnh khắc Rose ngồi trong ô tô vẫy tay giao lưu. Qua camera thường, vẻ đẹp của bông hồng nước Úc vẫn không hề bị kém đi chút nào. Gương mặt tươi tắn ngọt ngào và thái độ thân thiện của Rose khiến cô nàng chiếm được cảm tình từ cộng đồng mạng. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.